Thầy chào các em, thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học địa lý ngày hôm nay. Các em biết không, trải dài dọc đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều vùng miền khác nhau, mỗi vùng miền có những nét đẹp và đặc điểm riêng của nó. Ở các tiết học trước, các em đã học về dãy Hoàng Liên Sơn thuộc khu vực miền núi và trong tiết học hôm nay, thầy và các em sẽ tìm hiểu một vùng rất đặc biệt nằm ở phía bắc của nước ta. Đó là vùng Trung Du qua bài Trung Du Bắc Bộ. Vậy, vùng Trung Du là vùng như thế nào và nó có điều gì đặc biệt? Bây giờ, thầy và các em sẽ cùng khám phá bài học ngày hôm nay nhé! Thầy mời các em hãy quan sát các bức ảnh sau, vừa thư giãn, vừa ghi nhận, xem địa hình ở mỗi vùng miền có nét gì đặc biệt nhé! Sau khi quan sát các bức ảnh, các em có nhận xét gì về địa hình của mỗi vùng miền nào? Ở bức ảnh đầu tiên là hình ảnh vùng núi với những ngọn núi cao trùng điệp. Ở bức ảnh thứ hai, các em thấy đây là một vùng đất tương đối bằng phẳng và vùng đó được gọi là vùng đồng bằng. Còn ở bức ảnh thứ ba, các em quan sát thấy có gì đặc biệt không nào? Xa xa là những ngọn đồi cao nhấp nhô, mọc nối tiếp nhau, có cả những phần đất rộng và bằng phẳng, trông giống như đồng bằng vậy. Nơi này người ta gọi là vùng Trung Du. Và do vùng Trung Du này nằm ở phía bắc của nước ta, nên được gọi là Trung Du Bắc Bộ đó các em. Vậy, theo các em, vùng Trung Du là vùng đất như thế nào? Các em hãy tạm dừng video lại và trả lời xem nhé. Chắc các em cũng đã có câu trả lời rồi phải không nào? Vùng Trung Du là vùng nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. Đây là nơi tổ tiên ta định cư từ rất sớm. Và do nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ, nên Trung Du Bắc Bộ mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng, vừa của miền núi. Và đây cũng chính là nét riêng biệt của Trung Du Bắc Bộ đấy các em. Các em biết không? Ở khu vực miền Bắc có rất nhiều tỉnh thành, nhưng không phải tỉnh thành nào cũng có vùng Trung Du. Vậy để biết một số tỉnh có vùng Trung Du, thầy mời các em đọc thông tin mục 1 sách giáo khoa trang 79 để biết thêm nhé. Các em hãy tạm dừng video để đọc thông tin đi nào. Các em chắc hẳn cũng tìm được các tỉnh có vùng Trung Du rồi phải không nào? Đó là các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Các em hãy quan sát bản đồ miền Bắc Việt Nam và tìm xem vị trí các tỉnh này trên bản đồ nhé. Dừng video và thực hiện đi nào. Các tỉnh có vùng Trung Du trên bản đồ miền Bắc Việt Nam nè các em. Đây là Thái Nguyên. Đây là Phú Thọ. Đây là Vĩnh Phúc. Còn đây là Bắc Giang. Nói đến Trung Du, người ta lại nhớ đến các ngọn đồi mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái dành cho nơi đây. Chắc có lẽ vì thế mà người ta thường gọi Trung Du là vùng đồi. Vậy các đồi ở đây có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng thầy tìm hiểu nhé các em. Các em hãy quan sát hai bức ảnh sau. Hình các ngọn đồi ở Trung Du Bắc Bộ và hình núi Hoàng Liên Sơn. Các em hãy so sánh đỉnh đồi, sườn đồi ở Trung Du Bắc Bộ với đỉnh núi, sườn núi ở Hoàng Liên Sơn xem chúng khác nhau như thế nào nhé. Hãy tạm dừng video để suy nghĩ nhé. Ở Trung Du Bắc Bộ thì các quả đồi có đỉnh tròn và sườn đồi thoải. Còn núi ở Hoàng Liên Sơn như các em thấy trong ảnh thì đỉnh rất nhọn và sườn dốc rất hiểm trở. Vậy, các
các ngọn đồi ở vùng Trung Du Bắc Bộ được sắp xếp như thế nào? Thầy mời các em quan sát bức ảnh sau. Các em hãy tạm dừng video và nhận xét về cách sắp xếp đồi ở vùng Trung Du Bắc Bộ. Quan sát hình, các em thấy các quả đồi có đỉnh tròn được xếp cạnh nhau trông giống như bát úp phải không nào? Với cách sắp xếp đồi như thế nên nó mang một nét đẹp rất lạ cho những ai đặt chân đến tham quan vùng đất xinh đẹp này. Như vậy, thầy và các em đã tìm hiểu đặc điểm địa hình của vùng Trung Du Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn và sườn thoải. Đó cũng chính là nội dung phần 1 của bài học hôm nay. Vậy, với những đặc điểm tự nhiên như thế, thì Trung Du Bắc Bộ sẽ thích hợp cho việc trồng các loại cây gì? Thầy mời các em cùng tìm hiểu tiếp nhé! Thầy mời các em cùng thư giãn và ngắm nhìn các bức ảnh sau đây. Khi quan sát, các em hãy ghi nhận các loại cây có trong từng ảnh nhé. Nào, mời các em cùng quan sát. Vừa rồi, các em đã dễ dàng nhận biết các loại cây có trong ảnh rồi phải không? Như vậy, theo các em, với điều kiện tự nhiên như trên thì Trung Du Bắc Bộ phù hợp trồng các loại cây nào? Hãy dừng video ghi nhanh tên các loại cây đó vào vở. Với những điều kiện tự nhiên như trên, thì Trung Du Bắc Bộ thuận lợi cho việc trồng cây ăn quả như cam, chanh, dứa, vải, cây chè và cây cọ đấy các em. Thầy xin chúc mừng các em đã có ghi nhận giống thầy nhé. Các em biết không, các loại cây ăn quả như cam, chanh, dứa, vải thì có thể trồng được ở nhiều vùng miền khác, không chỉ riêng ở vùng Trung Du Bắc Bộ. Nhưng với cây cọ và cây chè hay được gọi là cây trà, thì có phải nơi nào cũng có thể trồng được không? Các em hãy dừng video suy nghĩ xem nhé! Cây cọ và cây chè là hai loại cây rất thích hợp với thổ nhưỡng ở vùng đất Trung Du. Chính vì vậy mà người dân vùng Trung Du Bắc Bộ chú trọng trồng rất nhiều cây cọ và cây chè. Vì thế, rừng cọ và đồi chè đã từ lâu trở thành biểu tượng của vùng Trung Du Bắc Bộ. Như các em đã biết, chè và cây ăn quả là một trong những thế mạnh của vùng Trung Du. Vậy, đã bao giờ các em thắc mắc loại cây đặc trưng nào được trồng nhiều ở Thái Nguyên và Bắc Giang không? Các em hãy quan sát hai hình sau đây, cho biết loại cây trồng đặc trưng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang. Đây là trang trại trồng vải ở Bắc Giang, còn đây là đồi chè ở Thái Nguyên. Ở Bắc Giang là nơi nổi tiếng trồng rất nhiều vải. Vải ở đây đặc biệt thơm ngon và nổi tiếng trong cả nước. Còn khi nhắc đến Thái Nguyên, chúng ta nghĩ ngay đến một loại chè rất nổi tiếng, đó là chè Thái Nguyên. Đây là khu vực tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang trên bản đồ miền Bắc Việt Nam. Các em quan sát nhé! Như các em đã biết, Thái Nguyên nổi tiếng là có chè. Vậy, em biết gì về chè Thái Nguyên? Chè Thái Nguyên là một đặc sản rất nổi tiếng và thơm ngon. Theo các em, thì chè được trồng nhằm mục đích gì? Chè được trồng để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu chè ra nước ngoài. Để có những sản phẩm chè ngon như thế,
thì công đoạn làm ra các sản phẩm chè cũng rất công phu và tỉ mỉ. Để có được sản phẩm chè cho chúng ta dùng, thì đầu tiên người dân lên các đồi chè hái những lá chè xanh. Sau khi hái chè, người ta tiến hành phân loại chè, rồi đem vò và sấy khô chè trong các nhà máy, và cuối cùng xử lý tạo thành các sản phẩm chè đến tay người tiêu dùng. Đến đây là các em cũng đã biết được thế mạnh ở Trung Du Bắc Bộ là trồng loại cây nào rồi phải không? Các em hãy dừng video và đọc thầm lại nội dung này để ghi nhớ nhé! Vừa rồi, thầy và các em cũng đã tìm hiểu xong phần 2 là chè và cây ăn quả ở Trung Du Bắc Bộ. Vậy, ngoài việc trồng cây ăn quả, thì rừng ở đây có được người dân chú trọng không? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp phần 3, hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp ở Trung Du Bắc Bộ nhé! Các em biết không, Trung Du Bắc Bộ có những khu rừng rất lớn. Vậy, rừng ở đây như thế nào? Thầy mời các em quan sát các bức ảnh sau và cho thầy biết em có nhận xét gì về rừng ở một số nơi ở Trung Du Bắc Bộ. Như các em đã thấy trong các bức ảnh, một số khu rừng ở Trung Du Bắc Bộ đã bị người dân khai thác gỗ bừa bãi, đốt phá rừng, rừng bị khai thác đến cạn kiệt. Vậy, theo em, việc khai thác rừng bừa bãi sẽ gây nên những hậu quả gì cho con người? Các em hãy dừng video lại và suy nghĩ xem nhé! Việc khai thác rừng bừa bãi gây ra đất trống, đồi trọc, xói mòn, sạt lở đất, lũ lụt, đất đai cằn cỗi, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhận biết được hậu quả đó, để che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất đang bị xấu đi, người dân nơi đây đã làm gì? Các em hãy đọc thông tin mục 3 sách giáo khoa trang 81 trả lời câu hỏi này nhé. Để khắc phục các hậu quả đó, người dân đã tích cực trồng lại rừng và trồng các cây công nghiệp lâu năm. Sau đây là một số bức ảnh người dân đang tích cực trồng rừng để phục hồi các khu rừng ở vùng Trung Du Bắc Bộ. Các em hãy quan sát nhé! Và đây là một số loại cây công nghiệp lâu năm được trồng ở Trung Du Bắc Bộ, gồm các loại cây như cây trẩu, cây keo và cây sở. Với hoạt động trồng rừng như thế, thì rừng ở Trung Du Bắc Bộ trong các năm như thế nào? Các em hãy đọc bảng số liệu diện tích rừng trồng ở Phú Thọ qua các năm và cho thầy nhận xét của em về diện tích rừng được trồng ở Phú Thọ. Nào, hãy tạm dừng video và thực hiện nhé! Trong bảng số liệu về diện tích rừng trồng ở Phú Thọ, thầy xin giới thiệu cho các em hecta là đơn vị diện tích mà các em sẽ học ở chương trình toán lớp 5. 1 hecta bằng 10.000 m2. Như các em đã thấy trên bảng số liệu, diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ tăng qua các năm, đó là tín hiệu tích cực, đáng mừng, và người dân của chúng ta phải cần phát huy để ngày càng tăng thêm diện tích được phủ rừng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, diện tích rừng trồng mới ở Phú Thọ là 123.112 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 39,8%. Đây là một con số thực sự ấn tượng phải không các em? Như vậy, đất trống đồi trọc ở Trung Du Bắc Bộ đã được phủ xanh bằng việc trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.
Đó là nội dung phần 3 thầy và các em đã tìm hiểu xong. Sau đây là nội dung của các phần mà thầy và các em vừa tìm hiểu ở các hoạt động trên. Và đây cũng chính là nội dung ghi nhớ của toàn bài. Các em hãy tạm dừng video, đọc và ghi nhớ nội dung của bài nhé. Qua bài học, thầy có câu hỏi vận dụng dành cho các em. Theo em, thành phố Hồ Chí Minh có rừng hay không? Nếu có, thì khu rừng đó thuộc quận huyện nào? Vậy, chúng ta có thể làm gì để bảo vệ rừng? Các em hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi này cho người thân của mình nghe nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em chuẩn bị bài tiếp theo là bài Tây Nguyên. Các em nhớ tuân thủ các biện pháp 5K để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thầy chào các em.